Một số người cho rằng việc tiếp xúc với động vật là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tôi rất tiếc phải chia sẻ với bạn, nhưng điều đó thực sự không đúng với tất cả các sinh vật. Để chắc chắn rằng bạn được an toàn, chúng ta hãy khám phá một số sinh vật bạn nên tránh xa, đặc biệt là những nụ hôn của chúng. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ chạm vào giun, nhưng nếu có thì hãy tránh xa giun ri băng. Chúng rất dễ thấy vì những sinh vật dài và mỏng này thường có màu sắc rực rỡ. Bạn sẽ thấy một số cá thể loài này ở đại dương, trong khi những con khác có thể sống trên đất liền. Giun ri băng có một đặc điểm độc đáo gọi là vòi. Đó là một ống dài và mỏng mà chúng dùng để bắt và ăn thịt con mồi. Chúng thường rất linh hoạt và có thể vươn mình ra để bắt thức ăn hoặc quấn quanh đồ vật. Một số loài giun ri băng cũng có nòng độc. Chúng thường lén truyền chất độc hại vào con mồi. Hơn nữa, chúng còn có thể tiết ra chất nhờn gây kích ứng da. Chúng ta cùng quan sát con ốc nón một chút nhé. Loài này sống ở đại dương, thường ở vùng nước ấm và nông gần các dạng san hô. Nó có thể được tìm thấy với nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau và sử dụng lớp vỏ dài, nhọn để ẩn nấp và bảo vệ chính nó. Nó cũng có một cái lưỡi dài và nhọn, có thể khá nguy hiểm. Cái vòi ấy được gọi là radula và ốc sen sử dụng nó để bắt con mồi. Bên trong lưỡi của nó có những chiếc răng nhỏ xíu và sắc nhọn. Khi ốc nón nhìn thấy một con cá hoặc động vật nhỏ khác, nó sẽ thè lưỡi và phóng mũi lao vào con mồi. Những mũi lao này được bao phủ bởi nọc độc, có thể khiến con mồi bị bệnh nặng. Nọc độc cũng có thể gây hại cho con người, vì vậy bạn phải cẩn thận với ốc nón. Con người và cá mút đá có mối quan hệ khá phức tạp trong nhiều năm qua. Trong trường hợp bạn chưa từng nghe nói về chúng thì chúng là loài cá giống lươn được biết đến với đặc điểm khác thường. Miệng hình ống với hàm răng đáng sợ. Chúng là những ký sinh trùng bám vào các loài cá khác và ăn máu cũng như mô của chúng. Bạn sẽ tìm thấy chúng ở cả nước ngọt và nước mặn. Bất chấp vẻ ngoài đáng sợ, con người đã thưởng thức chúng từ rất lâu rồi. Một số người giàu có và quyền lực trong quá khứ, như các vị vua và hoàng đế, rất thích dùng loài này trong bữa tối như một món ngon. Thậm chí, còn có câu chuyện về một vị vua ăn nhiều cá mút đá đến mức cuối cùng ông đã chết. Đối với một số người, chúng có vẻ ngon nhưng lại khá nguy hiểm. Loài này có thể gây rắc rối cho con người vì chúng có thể bám vào da và dùng hàm răng sắc nhọn để hút máu và mô của vật chủ. Đây là lý do khiến nó có biệt danh là cá macaron. Cá mút đá có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho vật chủ của chúng do những nguyên nhân như nhiễm trùng hoặc mất máu. Hơn nữa, vết thương do chúng gây ra có thể khó lành và có thể để lại sẹo. Cá mút đá có thể không phải là loài cá bạn thích, nhưng chúng trông giống như những thí sinh sẽ cạnh tranh trong cuộc thi sắc đẹp cùng loài cá hagfish. Cá hagfish cũng là một loài cá nhầy nhụa giống lươn, sống ở đại dương. Nó có thân dài, trơn và không có vảy. Thay vào đó, nó có một lớp chất nhờn mà có thể tiết ra để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ săn mồi hoặc giúp nó di chuyển trong nước. Hagfish là loài ăn xác thối và sẽ ăn những động vật đã hết hạn sử dụng mà chúng tìm thấy trong đại dương. May mắn thay, chúng không hề tấn công hay làm hại con người, nhưng bạn nên tránh xa những cái miệng phiền toái đó của chúng. Đó là bởi vì chúng có thể mang rất nhiều vi khuẩn có hại. Chúng có thể là vấn đề đối với thợ lặn hoặc ngư dân vì chúng có thể tiết ra chất nhờn làm tắc lưới đánh cá và khiến người ta khó quan sát trong nước. Vì chúng thường ăn đồ cặn bã trong đại dương nên chúng cũng có thể có mùi khá khó chịu. Một loài cá được mệnh danh là cá mập cắt bánh quy. Có thể bạn sẽ thấy dễ thương khi lần đầu tiên nghe về chúng, nhưng những sinh vật này có thể khá nguy hiểm. Chúng là một loài cá nhỏ và có tên như vậy vì cách chúng ăn thức ăn độc đáo. Những sinh vật này có cái miệng nhỏ hình tròn, đi kèm với một bộ răng đáng sợ. Chúng cho phép con cá mập cắt những miếng tròn trực tiếp từ con mồi, giống như chiếc máy cắt bánh quy để lại dấu ấn trên miếng bột. Bạn sẽ tìm thấy chúng ở vùng biển nhiệt đới trên khắp thế giới, và điều nguy hiểm hơn nữa là chúng thường bơi gần mặt nước. Vì vậy, người ta dễ tiếp xúc với những loài cá này khi lướt sóng hoặc bơi lội. Bạn đã bao giờ nghe đến gấu trúc giác chưa? Nếu bạn chưa từng nghe đến nó trước đây, thì đây thực sự là biệt danh của những chú gấu mèo nghịch ngợm. Chúng là những động vật nhỏ, có lông với các mảng màu đen và trắng trên mặt cùng với cái đuôi rậm rạp. Những sinh vật kỳ quặc này nổi tiếng với hành vi tinh quái, như đột kích thùng rác để tìm thức ăn. Chúng thường được tìm thấy gần rừng và hoạt động mạnh hơn vào ban đêm.
Mặc dù có vẻ ngoài ngây thơ, nhưng gấu trúc có thể nguy hiểm nếu chúng liếm bạn. Đó là vì nước bọt của chúng có thể chứa vi khuẩn hoặc bệnh tật có hại. Tốt nhất là bạn nên tránh tiếp xúc với gấu trúc và tìm kiếm sự giúp đỡ nếu bạn bị chúng liếm để đề phòng. Khả năng bạn gặp phải kỳ nhông Oaxacan là khá thấp. Nhưng bạn có biết lưỡi của nó rất nguy hiểm không? Thật kỳ lạ, đó là vì tốc độ của nó. Loài kỳ nhông này được tìm thấy ở vùng Oaxaca của Mexico. Nó cũng có thân màu nâu sẫm hoặc đen và các mảng màu cam hoặc vàng sáng trên cánh tay, chân và đuôi. Sinh vật này dành phần lớn thời gian trên cây, nơi nó ăn côn trùng. Nó sống về đêm và khi bị đe dọa, nó có thể tiết ra một chất khó chịu từ da để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ săn mồi. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng loài kỳ nhông cọ khổng lồ này có cơ bắp khỏe nhất trong vương quốc động vật. Nó có thể phóng lưỡi của mình với lực mạnh đến mức việc bị nó cắn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Nó cũng có thể kéo dài lưỡi hơn một nửa chiều dài cơ thể chỉ trong 70 giây. Ngỗng là loài động vật được thuần hóa khá phổ biến. Nếu bạn đã từng dành thời gian ở trang trại, chắc chắn bạn đã gặp những con chim mạnh mẽ này. Chúng trông có vẻ loạng choạng, nhưng có thể tỏ ra hung dữ để bảo vệ lãnh thổ và con cái của mình. Không có gì ngạc nhiên khi một số trang trại thậm chí còn sử dụng những con chim này để canh gác. Chủ yếu là vì chúng dễ bị giật mình trước tiếng ồn và có thể cảnh báo cho chủ nhân nếu có điều gì đó bất thường xảy ra trong sân của chúng. Tuy nhiên, ngỗng có thể nguy hiểm nếu chúng cắn bạn. Mỏ của chúng có thể gây thương tích và cũng có thể mang vi khuẩn dẫn đến nhiều vấn đề khác bên trong cơ thể. Điều quan trọng là tránh tiếp cận hoặc tương tác với ngỗng theo cách có thể khiến chúng cắn. Danh sách các loài động vật mà bạn không nên tiếp xúc với lưỡi của chúng không chỉ dừng lại ở những loài hoang dã. Chúng ta hãy khám phá những con vật đã được thuần hóa, chẳng hạn như mèo. Lưỡi của chúng được tạo thành từ những chiếc gai nhỏ, hướng về phía sau được gọi là nhú, giúp chúng tự trải chuốt và ăn uống. Những cái nhú này được làm từ keratin, cùng loại protein có trong móng tay và tóc của con người. Nếu bạn đã từng được mèo liếm, bạn sẽ biết cảm giác đó. Nó giống như bị giấy nhám chạm vào vậy. Cái lưỡi thô ráp của mèo có thể gây kích ứng trên bất kỳ loại da nào nếu tiếp xúc nhiều hoặc quá mạnh. Chuyện tương tự cũng xảy ra với chó. Con chó của bạn có thể có vi khuẩn trong miệng và có thể gây ra một số vấn đề cho bạn. Chó có thể nhiễm những vi khuẩn này khi đánh hơi hoặc ăn chất thải của động vật hoặc uống nước bẩn. Đôi khi, chó có những vi khuẩn này trong cơ thể nhưng trông không bị bệnh. Vì vậy, bạn có thể dễ nhầm lẫn khi nghĩ rằng con chó của mình đang khỏe mạnh. Nếu bạn không muốn gặp bất kỳ vấn đề nào do miệng chó gây ra, thì hãy tránh để chúng liếm miệng hoặc mũi của bạn, đồng thời rửa tay và mặt sau khi hôn chúng. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen với chú chó của mình và không thể kiềm chế được những nụ cười đó, thì hôn lên má chú chó thay vì môi là một lựa chọn an toàn hơn. Khi cho phép thú cưng liếm, bạn có thể củng cố hành vi không mong muốn của chúng, như xin ăn hoặc đòi hỏi sự chú ý. Một số thú cưng thậm chí có thể bị dị ứng và truyền sang người qua nước bọt của chúng.